Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các anh chị, tôi là Luật sư Vlog. Câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Lương Thần Y Võ Hoàng Yên lừa đảo thời gian vừa qua đã làm cho tốn không biết bao nhiêu là giấy mực của giới báo chí, cũng như là đã đưa cái sự việc này lên thành một cái tâm điểm, một cái cao trào. Và quan trọng nhất đó chính là việc bà Nguyễn Phương Hằng đấu tố với nhóm nghệ sĩ về việc nghi vấn có biển thủ tiền từ thiện và ăn chặn tiền từ thiện, cũng như là không minh bạch về tài chính hay là không. Điều này đã làm dấy lên mọi bức xúc tột cùng từ các mạnh thường quân cũng như là người dân. Và để đảm bảo cho cái việc kêu gọi từ thiện cũng như là làm từ thiện một cách là minh bạch, công khai, hợp lý, hợp lệ, thì những ai đã kêu gọi từ thiện phải sao kê. Và cũng chính từ cụm từ sao kê này lại nổi lên như là một cái hiện tượng. Và thời gian qua, cụm từ này chắc có lẽ đã đến tai của chính phủ. Như tôi đã nói rất nhiều lần trên các clip trước đây rằng sự thật chính phủ đã vào cuộc về vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng từ rất lâu rồi. Và hôm nay, chính thức tướng Tô Ân Sô đã khẳng định rằng sẽ xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu kêu gọi từ thiện mà lừa đảo. Và nội dung này đã được đăng tải trên báo zin.vn, và tôi xin phép là chia sẻ lại toàn bộ nội dung để cho các anh chị xem ha. Bài báo được đăng với nhan đề là Bộ Công an sẽ vào cuộc nếu có tố giác lừa đảo từ thiện. Chánh văn phòng Bộ Công an tướng Tô Ân Sô cho biết nếu ai có chứng cứ, tài liệu về dấu hiệu sai phạm trong công tác quyên góp từ thiện nên tố giác, cơ quan này sẽ vào cuộc điều tra. Và bên lề cuộc họp báo của chính phủ thường kỳ vào chiều ngày 6 tháng 9, báo Zin đã trao đổi với chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an đó chính là tướng Tô Ân Sô về việc đảm bảo minh bạch trong hoạt động từ thiện. Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ gây tranh cãi trong dư luận khi đứng ra quyên góp từ thiện. Ông Sô đánh giá việc cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi, ủng hộ đồng bào vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, hoạn nạn là nghĩa cử rất cao đẹp, mang tính nhân văn, nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc đóng góp này. Việc tiếp nhận và vận động, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp này được pháp luật quy định rất rõ ràng tại Nghị định số 64 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Theo quy định nêu trên, việc vận động, tiếp nhận, phân bổ sử dụng tiền, hàng phải được thực hiện kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, minh bạch, công khai. Pháp luật nghiêm cấm hoạt động cứu trợ, thiện nguyện để vụ lợi, nghiêm cấm việc gian lận, báo cáo sai sự thật để chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, hàng của tổ chức cá nhân quyên góp. Ông Sô cho biết, khi có dấu hiệu về việc chiếm đoạt tài sản, tiền, hàng từ hoạt động quyên góp, ủng hộ, thì cơ quan chức năng xem xét, xử lý với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Và ở đây luật sư Vlog cũng xin phép là chia sẻ thêm, nếu chúng ta đã lợi dụng cái việc mà thiên tai lũ lụt mà kêu gọi từ thiện mà chúng ta chiếm đoạt đó, thì có thể là khung hình phạt sẽ là cao nhất, có thể là rơi vào khoảng 4 của điều luật này. Bởi vì là điều khoản này quy định nếu chúng ta lợi dụng cái ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt và chiếm đoạt tiền từ thiện là lừa đảo hoặc là lạm dụng đó, thì điều khoản cao nhất đó chính là khoản 4 của điều luật ha. Cho nên thì mức phạt có thể lên đến là maximum luôn. Ông Tô Ân Sô cho biết hiện nay các cục nghiệp vụ của Bộ Công an chưa nhận được đơn tố cáo nào về việc chiếm đoạt tài sản, tiền, hàng từ hoạt động quyên góp, ủng hộ từ thiện. Trong khi đó, công an của các địa phương cũng chưa có báo cáo tập hợp. Trong bối cảnh hiện nay, dư luận đang rất quan tâm, chú ý về vấn đề này. Nếu ai có chứng cứ, tài liệu về việc lừa đảo trong việc quyên góp từ thiện thì hãy tố giác, gửi cho cơ quan điều tra. Cục nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ vào cuộc, đảm bảo đúng quy định, ông Sô trả lời. Ông Tô Ân Sô cũng nhấn mạnh, khi chưa có thông tin tố giác, Bộ Công an vẫn sẽ chủ động nắm bắt thông tin. Nếu có dấu hiệu gây bất ổn xã hội, Bộ Công an sẽ chủ động vào cuộc để mà điều tra, làm rõ. Và như vậy, có nghĩa là cái việc đấu tố qua lại của bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là nhóm nghệ sĩ thời gian gần đây đã đến tai của Bộ Công an rồi. Và Bộ Công an có trách nhiệm là làm bình ổn xã hội, không có việc gây rối trật tự xã hội cũng như là làm ảnh hưởng đến xã hội. Cho nên vì thế, ông Tô Ân Sô cũng đã khẳng định nếu không có đơn tố giác tố cáo thì Bộ Công an cũng sẽ tham gia điều tra ngay từ ban đầu để xem coi có dấu hiệu hay không. Nếu có dấu hiệu rồi thì Bộ Công an là cái đơn vị là phát hiện ra tội phạm và họ có quyền là khởi tố vụ án luôn ha. Cho nên thì cái câu chuyện mà đấu tố qua lại của bà Nguyễn Phương Hằng đó đã đến tai được của cơ quan nhà nước rồi. Và ở đây đó chính là chính phủ ha.
Và hơn nữa thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang soạn thảo bộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ. Bộ quy tắc dự kiến yêu cầu nghệ sĩ cần tôn trọng, thể hiện thái độ và việc làm đúng mực, không lợi dụng sự nổi tiếng, danh nghĩa nghệ sĩ để trục lợi cá nhân. Và hơn nữa, việc nghệ sĩ đấu tố trên mạng xã hội cũng đã làm cho showbiz là xôn xao, không được yên ả và mang tai tiếng. Và việc này, người đại diện của Hội Sân khấu Điện ảnh cũng đã lên tiếng liên quan đến các hành vi của nghệ sĩ thời gian vừa qua, cũng như là khá nhiều nghệ sĩ phát ngôn không đúng chuẩn mực, làm ảnh hưởng đến showbiz. Thì khi trao đổi với phóng viên báo zin.vn, nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu, chủ tịch Hội Sân khấu, đánh giá dự thảo bộ quy tắc của nghệ sĩ là cần thiết. Ông cho rằng là nghệ sĩ phải có ý thức công dân, tuân thủ pháp luật, làm việc và hành động cần đúng với chuẩn mực của đạo đức. Theo ông, nghệ sĩ phải có trách nhiệm lớn hơn trong cộng đồng vì uy tín, sức ảnh hưởng trong đời sống xã hội. Vừa qua, có một số sai lệch trong giới showbiz, vì vậy cần có sự chấn chỉnh bằng văn bản như là dự thảo bộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông nhấn mạnh. Và về vấn đề công khai minh bạch khi nghệ sĩ làm từ thiện, cũng theo Chủ tịch Hội Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết. Tuy nhiên, ông cho rằng bên cạnh bộ quy tắc cần có những văn bản quy phạm pháp luật, quy định cụ thể chi tiết các hoạt động từ thiện mà nhất là giới nghệ sĩ. Ông chia sẻ thêm, nếu nói minh bạch khi làm từ thiện thì rất chung chung. Tôi nghĩ rằng cơ quan chức năng cần có quy định cụ thể, minh bạch bằng cách nào, hình thức ra sao. Nếu không có luật định, sẽ xảy ra nhiều việc không hay. Trên thực tế, có nhiều kiểu từ thiện, khó có thể sao kê 5 đồng, 1 xu, hoặc có những người bạn bè, thân hữu đóng góp, vân vân. Riêng về việc kêu gọi mọi người đóng góp thì phải công khai về thu chi, thời hạn thực hiện, quyết toán, kiểm toán, quản lý nhà nước cần có quy chuẩn rõ ràng, chặt chẽ. Như vậy sẽ khiến cho sai lệch của giới nghệ sĩ giảm bớt, ông nói. Thêm nữa thì đạo diễn Trần Ngọc Giàu cũng cho rằng quy định pháp luật làm sao phải giúp hạn chế sai sót của nghệ sĩ, nhưng cũng không nên cản trở họ làm công tác thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng. Và như vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng những lời nói, những lời kêu gào của bà Nguyễn Phương Hằng trong suốt 6 tháng qua thật sự đã nhận được tín hiệu hồi đáp rất tốt từ phía chính phủ, mà chính xác đó chính là Bộ Công an, đại diện phát ngôn đó chính là tướng Tô Ân Sô. Do đó, câu chuyện về từ thiện, lừa đảo từ thiện sẽ sớm được xử lý nếu có đơn tố giác tố cáo tội phạm. Và những nghệ sĩ theo như bà Nguyễn Phương Hằng nói, nếu không thật sự tự mình sao kê từ nay cho đến ngày 10 tháng 9 năm 2021, thì bà Nguyễn Phương Hằng sẽ làm đơn tố cáo và chắc chắn tướng Tô Ân Sô sẽ phải vào cuộc. Như vậy, những nghệ sĩ như là anh Thờ Lờ nè, Vùng Đất Cấm nè, Tiên Tiên nè, Đức Hiển nè, Trấn Lột nè, nên tham khảo qua bài viết này của báo zin.vn để có hành động phù hợp nhất. Và tuy nhiên thì tôi cũng có lời khuyên dành cho bà Nguyễn Phương Hằng, khi chúng ta làm đơn tố cáo tố giác tội phạm thì cũng thật sự cẩn thận để tránh vi phạm pháp luật về cái việc là xâm phạm bí mật đời tư của người khác nha. Và video ngày hôm nay đến đây xin phép được kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh Luật Sư Vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Và là chút cuối cùng tôi dành cho bà Nguyễn Phương Hằng, đó chính là những gì bà làm đã được chính phủ cũng như là Bộ Công an nghe hết rồi, và bà hãy làm những gì mà con tim bà mách bảo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật Sư Vlog. Kênh Luật Sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.